chào bán trọn bộ máy cày mọt và chảo với giá là 30 triệu tại Mỹ Thanh Long. Dân mai hai hai máy không đổ hai anh em, số máy nghiêm chỉnh, bên nghiêm chỉnh hết, đổ cũng còn đẹp. Máy đang nổ, trên máy. Vừa bóng này kia đẹp. Bên nhìn chỉnh nè. Cái sới này kia còn ok hết. Có chung với cái mọt với dàn năm chảo. Có tài sách đầy đủ luôn, giao bình cho anh em luôn.